Lắc quá. Đây, ăn món đầu tiên. Oh, sao? Wow, ngon quá. Con cũng đang ăn cơm. Các bạn, hello Băng nha, cảm ơn Băng nhiều. Đây nè, các bạn ơi, các bạn nhớ vừa bế cơm ra, vừa ngồi đây xem mình ăn nha. Đã, ăn vô. Quá ngon. Hello anh Sang. À, bữa nay à, bạc cầu ok không nóng à, hơi nóng nha các bạn, hơi nóng nha, hơi nóng một tí xíu à. Ủa bữa nay nó có quà mới hả ta? Bữa nay chú thấy NNG mới tặng chú cái quà mới kìa, thằng Hiệp cũng tặng nữa nè. Ủa bữa nay ra TikTok ra quà mới rồi, có món quà mới nhìn mắc cờ, nhìn dễ thương quá ha. BCA Saga đó, là nãy giờ chú thấy quà mới nhiều rồi đó, nãy giờ mới thấy quà mới đó. Chí Idol ngon lắm nha các bạn, để mình lăn với nước sốt cho các bạn xem nè, phải lăn với nước sốt nhiều vô ăn nó mới ngon. Đúng chưa? Ủa nó muốn khét luôn rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe. À, Muchio, thank you nha. À, Boy U Trọng nè đó, cảm ơn các bạn. 1 triệu tim thẳng thiết. À đúng rồi, các bạn ơi, các bạn vừa xem like á, các bạn lấy ngón tay nhắn vô màn hình như vậy nè, cho mình lên 1 triệu tim trong cái like này với nha các bạn. Ngày hôm kia là mình được 2 triệu tim. Ngày hôm cái like được trước là mình 2 triệu tim. Hy vọng là cái like này mình lên lại được 1 triệu tim nha. 83.4 rồi, ok. Em yêu anh nhiều lắm. Thèm quá anh ơi, cho cháu ăn quế. Thank you mọi người đã tặng quà. Vừa ăn cái này nè, cái bữa nay là chú đang ăn cái này là xúc xích của Thái Lan nha các bạn. Uống với cái này luôn, cái này là cũng là của Thái luôn đó, ngon cực kỳ ngon luôn. Hai cái này ăn vô uống vô rất là hợp. Rất là hợp luôn. Ăn vịt nướng không anh? Ok Hiệp. Nước sốt gì vậy? Nước là nước sốt gừng nha. Bữa nay ăn nước sốt gừng à, món tên gì? Ôi 143k tim rồi mọi người ơi, 144k tim rồi. Cảm ơn mọi người nha. Trời ơi, like mới có 3 phút mà được 150k tim luôn rồi đó. 3 phút 150k tim. Đây nè, đây là lượt tim nè mọi người. Một đó thấy không? Ngay trang đây mình chỉ là lượt tim nè. Mới like có 3 phút thôi đó. Thanh Kiều gia đình. Nhìn chú ăn mà con thèm. Các bạn ơi, bế cơm ra ngoài ăn chung với mình cho vui các bạn. Bế cơm ra ngoài ăn chung với mình nha các bạn ơi. Mở nhạc Hoa Cỏ Lao hả? Chờ xuống một tí xíu nha. Hôm qua 20 phút được 1 triệu tim, đúng rồi. Hôm qua là like 20 phút được 1 triệu tim. Bữa nay like hồi nãy giờ mà chưa được 5 phút nữa 200k tim rồi. 1 triệu tim thẳng tiếng nha các bạn ơi. À, chua không ăn? Không nha, không có chua. Cà này mình thích ăn sống lắm, ăn sống ngon lắm các bạn. À, theo mình là mình thấy nó có vị ngọt nha, mình thấy nó chỉ chua ít thôi à, có vị ngọt. Quá đã. Anh ăn kem không? Ok Bichilin, Hiệp.
Yến Như. Đó, Thanh Kiều hẹp nha, Bichilin. Quá đã. 200k tim rồi hả? 260k tim rồi mọi người ơi. 1 triệu tim thẳng tiến. Chúng ta đang tiến rất là gần 1 triệu tim. Con gì vậy? Con này là con sóc nha. Con sóc bay đó, các bạn biết con sóc bay ở trong gần không? Con này là con sóc bay. Đồ ăn nóng không nóng nha bạn, mình đang nướng trực tiếp mà. Đang nướng trực tiếp cho các bạn xem luôn đó. Nó đang nóng lắm nha. Cái này mà ăn không cẩn thận là phỏng lử liền luôn. Khét rồi nè mọi người thấy không? Mình nướng nó khét luôn rồi nè. Đó, nó khét đó. Bị khét đưa ra xấu quá, để mình đem cái này ra cho đẹp. Đây là dưa nha, dưa nướng. Nay chú ăn gì vậy? Goka, bữa nay chú ăn xúc xích với trứng với rau củ nha. Anh ăn kem nữa không? Cảm ơn Hiệp nha. Cho con miếng. Nóng quá. Đang nóng nha mọi người, nóng dữ lắm. Ngon, học chú rất là ngon nha. Chú thích ăn mấy món này lắm. À, cho ăn miếng đi. Các bạn bình luận kìa, cho miếng đi. Chú thấy à, cảnh sát cơ động à, chú thấy à. Chú thấy à, mà chú đâu có dám đọc đâu. À, 345k tim mà các bạn ơi, 1 triệu tim thẳng tiến nha các bạn ơi. 20 phút 1 triệu tim thẳng tiến. Chào Duy, hello bạn. Ủa, ai kêu mình bằng Duy, có nghĩa là bà là đồng tuổi với mình. Mà đồng tuổi với mình chắc là bạn bè của mình quá, những người bạn ngày xưa. Phải không, nếu là bạn của mình thì follow rồi nhắn tin cho mình nha. À quên nữa, hiện tại đang có nhiều người xem nè. Các bạn ơi, cái ạc game mà chào mừng đến với Bình Nguyên vô tặng đó. Hello Thuận. Những bạn nào mà có chơi cái game mà chào mừng đến với Bình Nguyên vô tặng đó, các bạn kết bạn với cái nick của mình nha. Các bạn cái nick game của mình á, các bạn biết không? Kết bạn. Để mình đọc cái tên nick cho các bạn nghe nè, để ra một khoảng cách để thôi bị phạt. Các bạn kết bạn với là Boy Vĩnh Long 2023 nha. Cái đó là nick game của mình đó. Chết rồi, nói lộn. Quên nữa, nói phải cắt ra, không cắt ra sập like hết bà nội. Đúng rồi, cảnh sát cơ động. 400 hả? 415 ca tim rồi các bạn. Đúng rồi, chú Vĩnh Long. LQ, đúng rồi nha, LQ đó. Bình Nguyên vô tặng, mình nói Bình Nguyên vô tặng là các bạn biết rồi. Trời, nói trên game ra không biết nó có báo cáo mình là gũ người ta qua ứng dụng khác không nữa. Sợ quá không dám nói. Con ở Tâm Bình hả? Chú ở phường 2 Vĩnh Long nha. Hello Đồng Hương. Đúng rồi đó Như. Game đó đó. Chú ganh Bạch Kim rồi, Bạch Kim 3. Ganh của chú là Bạch Kim 3 nha. Bạch Kim 3 Uchiha Khan ơi. Bạch Kim 3. À, khi mà chú like xong á là chú sẽ vô nhảy vô chú chơi game liền luôn á. Chú like xong là chú nhảy vô chú chơi game liền. Hello mọi người nha. À, chú đang cài phim gì hả? Lúc này chú không có thời gian để cài phim này. Em ký cường 2 nào. BQH. Gần 500k rồi chú. Vợ con chú đâu ạ? À? Chú chưa có gia đình nha, chú hiện sống có một mình hả? À. Úp la kiểu gì đẹp vậy chú? Chú úp la đó, các bạn thấy trứng úp la của chú đẹp không?
Nè, để chấm với một miếng nước sốt cho các bạn xem nè. Wow, trời ơi, cái lòng đỏ của nó ha, cái lòng đỏ nó mới vừa chín tới nè, ăn vô một cái ha mọi người ơi, nó hòa tan ở trong cái miệng mình, nó béo đã lắm. À, các bạn mà làm trứng ốp la là đừng có để cho cái lòng đỏ nó chín nha, phải để cho cái lòng đỏ nó còn hơi vừa chín tới ăn nó mới ngon. Ví dụ như vậy nè, đó các bạn thấy không? Thấy không? Tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. À, con ganh tình anh nè, 500k rồi kìa chú. 510 cái tim rồi các bạn ơi. 1 triệu tim đang thẳng tiến nha các bạn. Chú bao nhiêu tuổi? Chú 39 tuổi rồi. Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ trứng không mọi người? Hello chị bà cô nội. Hello chị nha. Chú ăn kem ốc quế không? Kem ốc quế gọi là Bichilin nha. À, 25, 39. Bạn 25 tuổi hả? Bạn 25 tuổi, mình 39 rồi nha. Cái này là chai nước hoa. Chú đang quảng cáo nước hoa của nhà chú cho mọi người đó. Bên chú là có bỏ sỉ với bán lẻ nước hoa nha các bạn. Những bạn nào mà đang muốn kinh doanh nước hoa đó, các bạn cứ nhắn tin qua cái địa chỉ liên lạc ở trên cái tường cá nhân của mình á, mình sẽ hỏi ăn lại các bạn. Vua Lì Đòn. À, bây giờ bình luận nó đang chơi nhanh lắm các bạn ơi, em ít hơn anh 2 tuổi, vậy là mình 39, bạn 37. Thank you Huy Lê nha. Chú 39 mà còn trẻ vậy, tại cái app đó. Cái app ở trên TikTok á, nó làm cho cái da của mình á, nó mịn đi. À, mắt không có bị nhăn nữa, cho nên nhìn vậy đó. Chứ ở ngoài thấy ghê à. Ở ngoài thấy ghê lắm. Sao chú không để giỏ hàng á? Chưa. Mình mà để giỏ hàng vô liền á, nó bóp mình. Nó bóp mình để chú like chơi với các bạn á. Trừ khi nào rồi xong rồi, chừng nào mà chú like like xong á, chú mới bán hàng. Với lại những bạn nào mà có muốn sử dụng nước hoa qua bên cái trang cá nhân của mình đó, các bạn bấm vô cái giỏ hàng vẫn mua được nha. Còn ở trong đây chưa có để lên là nó bóp tương tác rồi. Nè, để mình ví dụ cho các bạn coi nha, mình ví dụ 5 phút cho các bạn xem này nha. Để mình thử nghiệm cho các bạn xem một lần cho các bạn cảm nhận được là cái sự bóp đó như thế nào nha. Mọi người đang xem là 2K9 người phải không? Bắt đầu mình ghim vô nè. Lập tức là mọi người sẽ cảm nhận được cái sự bóp nó khủng khiếp nó như thế nào à. Để cho mọi người cảm nhận được. Đây. Rồi nè nha mọi người ơi, bắt đầu rồi nha. Bắt đầu. Hiện bây giờ đang là 3K3 người phải không? Mình mới ghim cái giỏ hàng lên rồi đó các bạn. Mình mới ghim cái giỏ hàng lên rồi đó các bạn ơi. Trong cái live này là mình có bán nước hoa nha các bạn. À, nước hoa của mình á, là nước hoa chiết à, trong cái chỉ duy nhất trong cái phiên live này nào à, là bán nước hoa là được tặng kèm thêm 100g khô gà. Ở trong cái giỏ hàng của mình á, là gồm có là nước hoa, khô gà và trà sữa. Bạn nào mà thích uống trà sữa này hoặc thích ăn khô gà, vô cái giỏ hàng mình để mua về mà để trải nghiệm thử nha. À, và đặc biệt ở trong cái live này là mình có bán nước hoa này là nước hoa chiết của nhà mình. Nước hoa chiết như vậy nè, một chai giá chỉ có bao nhiêu, chỉ có 89k thôi các bạn, mà được tặng kèm theo 100g khô gà loại xịn, loại thượng hạng nha. Hello Ngọc Anh, chú đang làm gì? À, công việc của chú là đang ngồi quan sát camera nha bạn. Hiện tại mình đang live như vậy chứ mình cũng đang ngồi làm việc nè, mình nhìn qua cái camera là mình sẽ thấy được. Có nước hoa vị cuộc sống không anh? Mặt vậy không nóng á? Hơi nóng nha, hơi nóng mà tại vì mình bận quen rồi, mình bận gần 2 năm nay rồi. À, bong bóng ơi, bạn 2 năm nay rồi, bây giờ nó hơi nóng mà quen rồi. Các bạn ơi, các bạn có thể cho mình biết là hiện tại các bạn thấy nước hoa của mình là giá bao nhiêu không các bạn? Giá gốc nước hoa bên mình đó các bạn,
giá gốc của nó là 89k nha các bạn. 89k được tặng kèm theo là 100g khô gà thượng hạng, mua nước hoa được khô gà 89, 29, 51, 12. Ôi các bạn ơi, những bạn nào mà đang thấy cái giá mà rẻ đó, có nghĩa là những bạn đó là đang được TikTok shop nó thương các bạn đó, nó hỗ trợ giá cho các bạn. Còn cái giá gốc mình bán là 89k, nhưng mà các bạn ví dụ như có bạn thấy là chỉ có 13k nè, là có nghĩa là bạn chỉ là mua 13k là bạn sẽ được được sở hữu một chai nước hoa trị giá là 89k tặng kèm với 100g khô gà. Wow, quá rẻ phải không? Quá rẻ phải không? Lần đầu xem chú, ok bạn nha, nhớ follow mình nha. Các bạn ơi, những bạn nào mà thấy ngay trong ngón tay mình chỉ nè, nó có cái dấu cộng đó, các bạn nhớ bấm vô cái dấu cộng đó. Bấm vô cái dấu cộng đó xong rồi các bạn follow mình để ngày mai mình like, mình gặp lại các bạn nữa nha. Ăn xúc xích đi chú, ok kiwi kiwi. Kiwi nha. Xúc xích. Thôi mình lấy từ ở trong mình lấy ra đi. Thầy à. Nè, nướng nãy giờ mà nó nứt luôn rồi nè. Cháy đồ ăn rồi kìa. Mới có 2 phút mà thấy chưa? Thấy mọi người thấy không? Nó vậy đó. Nó bóp lắm. Thêm kiều mới nha. À, bà Phạm băng ơi, nước hoa nhà mình là có 2 mùi. Mùi nam á, mùi nam là nó sẽ có một cái mùi thiên về gỗ nha, còn của mùi của nữ á là nó thiên về mùi hoa cỏ, nó thơm thoang thoảng rất là sang nha. Bóp quá trời bóp, thấy chưa, tới giờ nó bóp rồi, nó bóp là nó sẽ làm cho cái like bị lắc là mọi người không xem like được, mọi người sẽ văng ra. À, có mùi thiên biên không? Chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận. Hello Juni. À, ngày nào cũng thấy chú ăn xúc xích. Lâu rồi chú mới ăn xúc xích lại đó, chứ không phải ngày nào đâu nha. Lâu rồi chú mới ăn lại. Đúng rồi nha, người Bình Dương, đúng rồi. Nãy bị văng, không thấy dấu cộng đâu. Đó, thấy chưa, thấy thương không? Đúng rồi, không thấy dấu cộng đâu. Các bạn ơi, trong cái like này là các bạn, đặc biệt trong cái like này là mình có bán nước hoa nha. Nước hoa nhà mình là các bạn có thể mua để sử dụng nè, để tặng cho người yêu, tặng cho cha mẹ, hoặc là làm quà sinh nhật nha các bạn. Một chai nước hoa chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 89k thôi, được tặng kèm theo một hộp khô gà. Mua nước hoa được tặng kèm 100g khô gà nha các bạn. Mua nước hoa được tặng kèm 100g khô gà. Gắn nước hoa trên đầu. Chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận. Bóp rồi kìa chú, thấy chưa, trời ơi bóp dữ vậy, bóp kinh thiên động địa luôn. Cậy nó đi các bạn ơi, cậy nó đi, để nó đi thử coi, mà mình để thử coi một tí xíu coi nó có lên lại không. Ăn cà chua đi rồi ok nha, các bạn yêu cầu ăn cà chua nè. Dạ, trời. Mém phỏng lử rồi, nóng. Đây nè, cà chua nha. À, hồi nãy giờ mình để mình nướng á, nó chín đó. Hello bánh mì. Nãy giờ mình để mình chín á, hữu tình. Cái mọi người coi nước nó chảy ra luôn nè, tại vì ở trong nó chín rồi. Quá ngon. Hi rít, đằng sau chú có ai kìa. Giờ này mà đâu có ai đằng sau chú được. Chú ở một mình mà. Ăn cái trứng nha các bạn ơi, ăn cái trứng nha. Mọi người thấy cái trứng đẹp không? Đây là cái trứng nè các bạn. Đó. Sắp 700k rồi. 1 triệu tim thẳng tiến nha các bạn ơi. 1 triệu tim. 695k tim rồi, sắp 1 triệu tim rồi. Chú mặt thấy nóng không? Nóng nha các bạn ơi, nóng hơi nóng. Đây nè.
ngon quá. Công nhận trứng ướp la chú chiên xuất sắc luôn á, đẹp không? Chú chiên trứng ướp la rất là đẹp. Tại vì chú thường xuyên ăn trứng nên chú chiên mới đẹp lắm. Phải nói là ăn trứng một cách thường xuyên luôn á. 700k rồi. Không, bữa nay không phải ăn tương ớt nha. Cái này không phải là tương ớt nha, mà là nước sốt gừng. Chú thấy con không? Thấy bạn, thấy nha. Chú có bán trà sữa không? Có trà sữa nha, ở trong cái giỏ hàng của chú đó. Cái giỏ hàng màu vàng vàng ở góc trái điện thoại bạn á, có cái giỏ hàng đó, bạn bấm vô đó bạn xem có giỏ ha, có trà sữa. Quá ngon. Chú uống nước màu xanh. Nước màu xanh là nước ngọt có ga. Thêm kiểu ít gai. Chú ăn xúc xích đi. À, cháo tim chú nãy giờ. Chú có bán nước hoa không? Có nước hoa nha. Nè, nước hoa nhà chú nè. Ở trong giỏ hàng nè các bạn. Cái giỏ hàng màu vàng vàng ở dưới đây nè. Ngay đây có giỏ hàng màu vàng vàng nè. Các bạn bấm vô đó các bạn xem. Một chai nước hoa nhà chú á, chỉ có 89k thôi. Nước hoa rất là xịn sò. Mà còn được tặng kèm theo 100g khô gà loại nhất nữa. Khô gà là mục đích là tặng cho các bạn để cho các bạn dùng thử đó. Coi nếu mà các bạn mà ăn ngon á, các bạn quay lại các bạn mua hộp lớn nha. Trong cái giỏ hàng của mình á là gồm có là nước hoa, khô gà và trà sữa nha các bạn. Sao thấy giỏ hàng vậy chú? Ủa sao không có giỏ hàng màu vàng vàng nè? Ngay đây nè, ngay đây nó có cái giỏ hàng màu vàng vàng mà đúng không? Ủa các bạn ơi, còn thấy cái giỏ hàng màu vàng không các bạn? Còn thấy giỏ hàng không? Có mà. Ôi. À đại ca Duy. Hello đại ca Duy nha. Ủa sao các bạn thấy có, bạn thấy không ta? Ngộ vậy. Muốn 1 triệu tim không chú? 1 triệu tim nha. Tôi là ông kẹ. Trời ơi, chú thích cái nước này quá. Cái chú uống nhiều vô cái nó no quá. Uống nhiều vô mà no, ăn không nổi luôn á. Hiện mà mỗi khi mà chú uống cái nước này, chú thấy nó là chú uống, chú nổi không kịp, không có ngừng luôn. Uống hoài, riết no luôn. Đệ ca Duy nè. Con mua rồi, ok nha. Các bạn ơi, cái giỏ hàng này nè các bạn bấm vô cái giỏ hàng đi. Chí Idol, thêm kiều số mắt. Ở trong giỏ hàng mình là gồm có là nước hoa, khô gà với trà sữa nha các bạn. Đặc biệt là nước hoa. Nước hoa các bạn mua là chỉ có bao nhiêu? 89k thôi, được một chai nước hoa rất là xịn sò. Có mùi nam và mùi nữ. Mùi của nam á, là nó thiên về mùi gỗ. Còn mùi của nữ là mùi hương của hoa cỏ nha các bạn ơi. Nghe nó rất là dịu nhẹ, thanh mát và nó sang lắm. Mùi... Đặc biệt là mua nước hoa trong cái phiên live này á, là các bạn sẽ được tặng kèm theo là 100g khô gà. 100g khô gà loại nhất luôn nha. Hello bánh mì. Mua có 24k à chú. Trời, chúc mừng bạn nha. Bạn được TikTok shop nó hỗ trợ giá đó. 24k là rẻ lắm đó. Tới 89k là mà bạn mua được có 24k là siêu rẻ luôn. 24k mà còn được tặng kèm theo khô gà, 100g khô gà nữa. 100g khô gà người ta đang bán là 35.000 đó. Cháu mua chú ơi. Ok các bạn.